Tết hoa màu gà. Mên lóng phạt AI, Tết hoa màu gà một di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của người Cống. Theo quan niệm của đồng bào Cống, một năm có 10 tháng, nên tháng 10 âm lịch được chọn là thời điểm tổ chức Tết hoa. Hoa màu gà một loài hoa biểu tượng cho sự may mắn, no đủ của người Cống. Hoa màu gà trong Tết hoa còn tượng trưng là cây cầu nối giữa hai thế giới âm dương, là con đường mà linh hồn tổ tiên đi từ thế giới thiêng về nơi thờ cúng ở trong nhà. Tết hoa có ý nghĩa cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mọi người trong gia đình, bản làng khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Đây là một nghi lễ linh thiêng nhất của đồng bào trong năm, là dịp thể hiện đạo lý uống nước nguồn, con cháu nhớ ơn ông bà, tổ tiên và thần linh núi rừng. Tết hoa là dịp để mỗi gia đình đoàn tụ. Những người con gái đi lấy chồng xa về thăm bố mẹ, anh em nội ngoại đến thăm nhau, hàng xóm láng giềng cùng quây quần uống cùng nhau ngụm rượu tâm tình chuyện hôm qua, hôm nay và ngày mai.